Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện mình đang có mặt là tại ấp Đao Dai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa nha các cô chú anh chị. Thì hiện giờ là mình đang đi đến là cái thành Nhà Hồ, là cái khu du lịch cũng là nổi tiếng của Thanh Hóa. Đó, thì các bác đang leo lên trển, là mình cùng leo lên trển chơi với các bác nha quý vị. Dây đụng đi máng giò là giờ trên nó chỉ dễ gì máng. Cố gắng review những cái cảnh quan của thành Nhà Hồ để mình chia sẻ nha camera. Đứng đâu rồi? Hả? Vua, vua vua Nhà Hồ. Đây thì có ba cổng chính. Thì cái này hồi mình coi phim là hồi đó coi phim kiếm hiệp đồ là quýnh trong thành ngoài thành, là cái này các con xuống chị. Thì quân tiến đến đây thì có cái cổng đây. Đây thì nó có bốn cổng. Dài lắm chứ. Thành này xây bằng đá. Đá khối không à. Hồi đó sao làm được vậy hay á. Lạnh lạnh nè. Giữ nhiệt là lạnh. Rất là êm. Đá khói là chắc lên để lên không. Đi coi chừng nha dây nha, bắt đầu mình sẽ đi lên nha, cái cổng. Cái giò là dài. Đây là lối lên trên mặt thành. Thì nói chung ra thì cái khu này thì hồi đó thì nó là thành là lũy gì không biết, nó có phát triển gì, nhưng mà bây giờ thì nó rất là quan sơ nghe các cô chú anh chị. Đổi phong thủy thì mấy ông vô đổi phong thủy. Nó rất là quan sơ. Lên luôn để tiến về Sài Gòn mà. Đây là cái dòng thành đã đắp lại. Không biết cái dòng này là nó bao nhiêu mét vuông đồ, nó không có ghi rõ cái chu vi của cái khu vực thành mình, cho nên mình không biết nha các cô chú. Đây là trên cái mặt thành đây. Bao xung quanh. Cái này chắc cũng nó bao quanh dòng thành thì đây là cái mặt ngoài, còn ở trong đó thêm một cái cổng nữa. Trời, cổng là bốn cổng. Dòng phun lửa mà cháy nhà trên đây là dân tình mới tức rồi, phun hai con dòng phun lửa cháy nhà trên đây mới đập đầu hai con dòng này. Vậy à? Bắt đầu. Lửa vào làng Xuân kia hay cháy ngày xưa chứ, nhà tranh mất đất mà. Hay bị cháy mà. Hay bị cháy à? Sao nó dân tình họ mới nữa là họ hai con rồng nên ta đập đá đập cái đầu đi, nó hang rồng ở dưới ra giữa kia kìa. Nó nhìn thẳng qua đồng Xuân lên này, chứ ngày xưa nhà rơm chắc nữa hay người nữ hay bị nữ cho nên là người ta mới bảo vậy. Nè, bạn đang nhìn về hướng bắc của thành Nhà Hồ. Khi thời tiết tốt, từ đây bạn có thể nhìn thấy cổng bắc và đôi rồng đá thêm bạc. Thì cái này mình chỉ tham quan bên ngoài thôi nha, chứ mình chưa có hiểu về cái lịch sử. Rồi để một chút nếu như mà có duyên thì mình sẽ tìm đến một người dân bất địa nào ở đây sẽ chia sẻ cái thành của Nhà Hồ này cho quý vị cùng biết ha, để mình cũng biết luôn. Thì bây giờ lúc nãy mình đã leo lên thành rồi các cô chú anh chị, là cái phần đầu tiên của cái cổng thành thì mình mới đi vô đây. Nó có ba cửa là bạn đang ở đây, là mình đang ở đây đây. Đó là cổng nam,
Cổng Nam. Thì kế đến thì bắt đầu mình sẽ đi trên chiếc xe du lịch, mình sẽ đến cổng Đông, rồi qua cổng Bắc, rồi về cổng Tây, là sẽ đi về là cái hướng đầu tiên của cổng Nam nghe các cô chú anh chị. Thì cái thành nhà Hồ này còn có tên là thành An Tôn, thì thành Tây Đô, rồi thành Tây Giang, vân vân, là kinh đô của nước Đại Việt thời nhà Trần năm 1398 đến năm 1400 nghe các cô chú anh chị. Thì cái nhà này thì nhà này thì triều Hồ là triều đại tồn tại ngắn nhất là lịch sử Việt Nam là chỉ có 7 năm thôi. Nhưng mà cái thành này thì trong đó thì nó có đây tổng cộng đây. Thì mỗi triều là gần 900 mét vuông. Tất nhiên là bốn cổng thành này 900 mét, mỗi một cổng như vậy là nó 900 mét vuông dứt luôn nha các cô chú anh chị. Thì đây để mình gọi sát vô cho quý vị và các bạn cùng tìm hiểu lịch sử của cái thành nhà Hồ này nha các cô chú anh chị. Thành nhà Hồ thì là ngắn nhất là mùa xuân năm Đinh Sửu năm 1397 là Hồ Quý Ly cho xây dựng kinh thành. Đây, kinh thành Tây Đô là chỉ trong vòng là 3 tháng. Hay là đi đây, hay là chờ hai anh đây nữa. Chờ. Bắt đầu. Có hôm nay thì có cái cô nữ tất nhiên là xinh đẹp là giới thiệu về cái thành nhà Hồ của mình luôn nghe các cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ lên. Bắt đầu hành trình. Xin được chào mừng quý khách tới tham quan khu di sản thành nhà Hồ. Xin tự giới thiệu. Cháu tên là Triệu Hương, hướng dẫn viên của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ. Và lời đầu tiên thay mặt cho cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ xin được gửi đến quý khách cùng gia đình lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc ạ. Và đồng hành với đoàn mình trong chuyến tham quan này thì có bác lái xe Triệu Doãn, là cán bộ nhân viên của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ. Kính thưa quý khách, thì khu di sản thế giới Thành Nhà Hồ ạ là một trong những kiến trúc thành đá kỳ vĩ, độc nhất vô nhị không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á, cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Với những giá trị nổi bật toàn cầu về kiến trúc và lịch sử, ngày 27 tháng 6 năm 2011, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, tổ chức UNESCO đã ghi danh Thành Nhà Hồ là di sản của thế giới. Thưa quý khách, di sản Thành Nhà Hồ được Hồ Quý Ly cho xây dựng năm 1397, trong thời gian rất ngắn là 3 tháng, từ tháng Giêng đến tháng 3. Khu di sản Thành Nhà Hồ là kinh đô của hai triều đại. Năm 1398 đến năm 1400, Thành Nhà Hồ là kinh đô nước Đại Việt Vương Triều Trần. Và từ năm 1400 đến năm 1407 là kinh đô của nước Đại Ngu Vương Triều Hồ. Và ông đặt tên nước Đại Ngu ở đây theo nghĩa Hán, tức là niềm an vui lớn, sự bình yên. Trong bối cảnh dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, Quý Ly từng bước nắm giữ quyền lực tối cao và bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan mà ông đã quyết định chọn Thanh Hóa là vùng đất đứng chân của kinh đô mới. Thứ nhất là Hồ Quý Ly muốn hạn chế những ảnh hưởng vốn còn sâu sắc của quý tộc Trần. Mặt khác, nếu cứ giữ nguyên kinh đô ở Thăng Long thì việc đối phó với các thế lực Trần sẽ vô cùng gặp khó khăn và lòng dân còn mãi vương vấn trong ánh hào quang của một triều đại trong 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông. Thứ hai, Thanh Hóa là vùng đất sinh ra và nuôi dưỡng Quý Ly, đó là mảnh đất địa linh nhân kiệt nổi tiếng trong lịch sử với đất đai rộng lớn, thiên nhiên hiểm yếu. Và đúng như Đặng Xuân Bàng, một nhà sử học đầu thế kỷ 19 đánh giá rằng nếu xét về mặt đô hội, Thanh Hóa không thể rộng rãi bằng Thăng Long, nhưng nếu xét về mặt hình thế, Thăng Long không hiểm cố bằng Thanh Hóa, cho nên lập đô và dựng nước ngoài Thăng Long không ở đâu hợp hơn Thanh Hóa. Và nguyên nhân cuối cùng là ông muốn chống sự xâm lược từ phương Bắc, tức là nhà Minh, với tư tưởng là chiến lược thủ hiểm. Kính thưa quý khách, là khu di sản thế giới Thành Nhà Hồ bao gồm có 3 khu vực. Khu vực thứ nhất là khu vực Hoàng Thành, và Hoàng Thành tính từ tường thành đá trở vào phía trong là Hoàng Thành đấy ạ. Và trước đây Hoàng Thành là nơi diễn ra tất cả các thiết chế văn hóa xã hội, đồng thời là nơi sinh sống của hoàng tộc, quan lại ở bên trong triều đình. Khu vực thứ hai của di sản Thành Nhà Hồ là di tích La Thành, và La Thành cách vị trí chúng ta đang đi này từ 2 tới 3 km. Và khu vực thứ ba là đàn tế Nam Giao, tức là nơi tế trời của nhà Hồ, cách cái khu vực cổng Nam, cổng chính nơi đoàn mình dừng xe khoảng 3 km về phía đông nam. Kính thưa quý khách ạ, Hoàng Thành được xây dựng
hoàn toàn bằng những phiến đá lớn, với những khối đá ở đây nặng trung bình từ 10 tới 20 tấn, được xếp chồng khít lên nhau mà hầu như không có sử dụng tới chất kết dính. Và bao quanh khu vực hoàng thành là cái hệ thống tường thành như đoàn mình đang quan sát này. Tường thành bao bọc bốn phía hoàng thành với chu vi 4 km vuông. Cấu tạo của tường thành thì tường thành phía ngoài xây bằng đá, bên trong đắp đất trộn với sỏi. Và trước đây tường thành cao trung bình 5 tới 6m, nhưng trải qua thời gian thì tường thành đã không còn nguyên vẹn. Kính thưa quý khách, là để xây dựng được bức tòa hoàng thành bằng đá kỳ vĩ này, đó chính là sức lao động sáng tạo phi thường của cha ông ta cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Và di tích đền thờ Đàng Bình Khương là bằng chứng cho quá trình xây dựng thành Tây Đô ấy. Truyền thuyết kể lại rằng năm 1397, để nhanh chóng rời đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa, thì Quý Ly là gấp rút chuẩn bị xây thành nhà Hồ. Vì thế mà việc đào hào đắp đất vận chuyển đá là vô cùng khốc liệt. Cống Sinh Trần Công Sĩ được Quý Ly giao nhiệm vụ là đốc thúc xây dựng tường thành ở phía đông này. Nhưng đoạn tường thành này được xây dựng trên một nền con sông ngầm, mặc dù đã hết sức là gia cố, nhưng tường thành này thì cứ xây xong lại bị lún. Và Quý Ly cho rằng ông Cống Sinh này đã cố tình tạo phản, trì hoãn việc xây thành, vì thế đã sai vùi thân Cống Sinh tại chân tường thành. Cống Sinh có người vợ trẻ tên là Bình Khương. Trước tin dữ của chồng, nàng có lên tới tận nơi để tìm hiểu ngọn ngành. Và trước cảnh chồng bị oan khuất, nàng đau khổ suy sụp và kêu oan cho chồng. Nhưng nỗi kêu oan của nàng đã không thấu. Vì thế, để giữ tiết thủy chung nghĩa vợ chồng, nàng đập đầu vào tảng đá xanh nơi tường thành. Lạ thay, tảng đá đó lõm xuống, còn in dấu đầu và hai bàn tay bà Bình Khương. Hiện nay, tảng đá đó vẫn đang được thờ bên trong hậu cung. Và sau đây, em xin mời đoàn mình chúng ta dừng chân tại đền thờ Nàng Bình Khương để tham quan thắp hương. Mời đoàn mình chúng ta di chuyển ạ. Đoàn có được quay không? Dạ có ạ. Đây là di tích đền thờ Nàng Bình Khương, nằm ngay ở tường thành phía đông thuộc làng Đông Môn, xã Vĩnh Long. Và đền thờ Nàng Bình Khương này có cái truyền thuyết như em đã vừa giới thiệu ở trên xe đấy ạ. Và ở trong đền thờ bà này còn in rõ, tức là có một thờ, một cái phiến đá in rõ cái dấu đầu và hai bàn tay của bà Bình Khương. Và thương cảm cho cái chết của nàng Bình Khương mà dân gian trong vùng đã có những câu thơ truyền miệng như là Bình Khương vỗ đá kêu oan, dấu đầu tay để muôn vàn theo dư, hay tấm lòng chi tiết in vào đá, lưu mãi muôn đời vạn tiếng thơm. Ngày nay thì mỗi khi du khách đến tham quan di sản thành nhà Hồ cũng đều không quên ghé thăm đền thờ Nàng Bình Khương để tham quan thắp hương, cầu mong sức khỏe, bình an, may mắn cho gia đình của mình. Và đền thờ Nàng Bình Khương này do Tổng đốc Vương Duy Trinh xây dựng năm 1903. Đền thờ thì có hai gian, gian tiền đường và gian hậu cung. Gian hậu cung là ở bên phía trong là thờ phiến đá nơi bà Bình Khương đập đầu. Mình có thể vào phía trong để tham quan và thắp hương được ạ. Vâng, mời đoàn mình ạ. Đây, mình có thể bỏ giày để mình vào trong, đi vào phía trong hậu cung. Cháu xin phép các bác vào trong đây, đưa khách trong đây thắp hương với nhá. Vâng. Để. Đến đây quá nhiệt tình các cô chú anh chị. Vũ Mầu Đình Tuấn, sinh năm 1986, Bính Dần, 36 tuổi, hành danh sang chiếu mệnh sang Mộc Đức. Thê con Trần Thị Hương. Mời đoàn mình có thể thắp hương ở đây ạ. Ở bên phía trong này thì có cái phiến đá dài 2m, in rõ cái dấu đầu ở phía giữa và hai bàn tay ở hai bên. Mình có thể vào phía trong để tham quan. Vâng. Ngày nay thì để tưởng nhớ đến bà và ông Cống Sinh Trần Công Sĩ, thì nhân dân lấy ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch hàng năm là ngày nhân dân dâng hương hoa lễ vật để tưởng nhớ đấy ạ. Mình có thể vào phía trong bác ạ, để mình tham quan cái phiến đá được. Vâng. Đây là cái chỗ đập cái đầu. Vâng, cái đầu ở phía giữa. Dạ. Vâng, đây, rồi. Mình lại... Mình sẽ quay ra phía sau để mình tham quan cái mộ. Vâng, đây. Bây giờ là Vũ Thị Bốn, con Vũ Mầu Đình Tuấn, đức chủ nhà, A Di Đà Phật, Vũ Thị Bốn,
phụ mẫu cái này là bước chung phút cái này mày ờ cái này mày cả rồi thì mình sẽ các cầu chúc mình ra phía sau đi ạ. Đền thờ bà Bình Khương thì lưu giữ được 3 tấm bia khắc nổi chữ Hán. 2 tấm bia bên này thì không có nhà che bia, ghi lại cái sự tích về đền thờ bà Bình Khương và ông Cống Sinh Trần Công Sĩ. Tấm bia ở phía trên là ghi cái việc trùng tu công đức của 3 cái thôn là Đông Môn, Xuân Giai, Tây Giai xây dựng đền bà năm 1903. Còn ở phía trên là cái mộ của ông Cống Sinh, người được Hồ Quý Ly đốc thúc xây dựng tường thành ở phía đông này, được vùi thân ngay ở đoạn tường thành sụt lún đây ạ. Còn ở phía dưới này là mộ của bà Bình Khương, vợ của ông Cống Sinh. Dạ vâng. Đây có cái miếu, đúng là nghe đó là rợn ốc ha, rùng rợn ha. Đi rõ cái chữ Hán đấy ạ. Mộ ông ở trên này. Vâng, khác ạ. Mộ ông Cống Sinh ở trên này. Vâng, mộ của ông ở trên phía trên ạ, mộ bà ở phía dưới ạ. Vâng. Mộ của ông thì là vùi thân ngay ở đoạn tường thành luôn ạ. Đây là cái đoạn tường thành bị sụt lún đấy ạ. Lý do bị lún nhưng mà vâng, sông ngầm ở phía dưới ạ. Vâng. Thế mời đoàn mình chúng ta tiếp tục ra xe để chúng ta di chuyển đến các địa điểm khác ạ. Thì đi cái này là biết rõ về lịch sử luôn nha. Nó không có chịu nổi cái độ nặng. Cũng như mạch nước ngầm vậy đó. Cậu này có vẻ đó, đang thích video này sao mà cứ ngắm nghía mãi vậy? Đây là đời mới hay đời cũ đây? Đời cũ. Đây là đời mới đấy à? Mới mua này. Cậu đang thích xe này à? Hồng lấy ra ngoài. Ngắm 81 đời cũ rồi. Đấy bây giờ. Mấy quý. Cái xe kia đại ngọn, mua đấy tất đại cổ. Giống bà vẹn sao? À bà vẹn xe. Đó, vẹn lên đâu được loại đấy. Sau đây thì mời đoàn mình chúng ta di chuyển sang cổng đông để thăm cái bức tường thành còn khá là nguyên vẹn của thành nhà Hồ. Kính thưa quý khách, là khu di sản thế giới thành nhà Hồ thì có 3 cái khu vực như em đã giới thiệu, thì đây là cái khu vực hoàng thành mình đang ở phía ngoài đấy ạ. Lát nữa mình sẽ đi vào phía trong hoàng thành, bởi vì là hoàng thành nó tính từ tường thành trở vào phía trong cơ ạ. Hoàng thành thì gồm có 4 cổng là Đông, Tây, Nam, Bắc. Cổng Nam là cổng đoàn mình dừng chân, tức là cổng mình để xe đấy ạ, là cổng chính ạ. Còn 3 cổng phụ như là cổng Đông là mình sắp đi qua đây, cổng Bắc và cổng Tây thì là cổng phụ, chỉ có đúng một vòm thôi ạ. Vậy hiện tại thì đoàn mình cũng đang di chuyển và đi dọc cái làng Đông Môn, là một trong những cái làng cổ gắn liền với sự ra đời và tồn tại của di sản thành nhà Hồ. Và ở cái làng Đông Môn này thì có một ngôi đình gọi là đình Đông Môn, được xem là một trong những ngôi đình to và đẹp nhất của xứ Thanh. Và gần với đình Đông Môn thì cũng có một cái di tích là Hào Thành ạ. Hào Thành tức là một cái hào nước nhân tạo được đào xung quanh 4 phía hoàng thành, có nhiệm vụ là bảo vệ trực tiếp cho hoàng thành. Nhưng mà hiện nay hào thành đã bị san lấp bởi các thửa ruộng rồi. Và ở phía trước đoàn mình đang quan sát này là cái cổng đông, một trong 4 cổng của thành nội. Và bên tay phải của em này là cái bức tường thành đẹp nhất của thành nhà Hồ, nguyên vẹn nhất đấy ạ, ở phía đông bắc này. Dạ vâng ạ. Còn nguyên vẹn. Vâng, còn khá là nguyên vẹn. Nét đặc sắc trong xây dựng cái vòm cổng thành nhà Hồ này là cái thiết kế vòm đấy ạ. Và tương truyền rằng là để xây dựng các vòm cuốn tại cổng Nam cũng như các cổng thành khác thì trước tiên là nhà Hồ đắp đất làm vòm trước ạ. Các phiến đá tạo dáng trước như là múi cam, múi bưởi hay là hình thang cân, sau đó được xếp chồng khít lên nhau theo hướng tâm dạng múi bưởi. Và cuối cùng thì người xưa moi đất ra sẽ được các cổng thành hình vòm cuốn. Và cũng như tường thành thì cổng thành được xây dựng hầu như không có sử dụng tới chất kết dính đâu ạ. Nhưng mà do lực hút của trái đất và sức nặng của các phiến đá làm cho các phiến đá liên kết với nhau một cách vững chắc.
và những phiến đá sử dụng để xây thành nặng trung bình từ 10 tới 20 tấn. Và cá biệt là ở tường thành phía Tây có một phiến đá khổng lồ nặng khoảng 26 tấn. Và hiện xe của đoàn mình đang di chuyển vào bên trong hoàng thành của di sản thế giới Thành Nhà Hồ. Theo các thư tịch cổ ghi lại, trước kia bên trong hoàng thành này có các công trình kiến trúc như là chính điện Hoàng Nguyên nơi vua ngự triều, cung Nhân Thọ, cung Phủ Cực, Đông Thái Miếu hay Tây Thái Miếu. Nhưng hiện nay như đoàn mình đang quan sát là toàn bộ công trình kiến trúc bên trong hoàng thành là không còn nữa. Bên trong hoàng thành này chúng ta đã tiến hành 3 cuộc khai quật khảo cổ học vào năm 2004, năm 2010 và gần đây nhất là năm 2020. Các cuộc khai quật khảo cổ đã làm phát lộ ra nền móng cung điện của thời nhà Hồ được bảo tồn khá là nguyên vẹn. Và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể của di sản thành nhà Hồ, trong thời gian tới sẽ có kế hoạch là khai quật toàn bộ diện tích ở bên trong hoàng thành này đấy ạ. Và sẽ có kế hoạch là phục dựng lại một số công trình kiến trúc cũ như là Đông Thái Miếu hay là Tây Thái Miếu. Kính thưa quý khách, là theo các thư tịch cổ ghi lại thì trước kia ở bên trong hoàng thành này còn có các dấu tích của các hồ đấy ạ, như là hồ Dục Thúy, Dục Tượng, hồ Bán Nguyệt, hồ Bơi Trải ạ. Hiện nay thì còn cái dấu tích thôi. Và trước đây thì những các hồ này thì một số hồ thì cũng được trồng sen và súng ạ. Và hiện nay thì nhân dân ở trong vùng này thì vẫn còn lưu giữ được những trồng sen và súng đây, mình có thể quan sát. Thì đi vào mùa hè thì mình sẽ thấy là rất là nhiều sen. Đây ở phía trước chúng ta này là cái cuộc khai quật gần đây nhất vào cuối năm 2020 đấy ạ. Vâng. Vâng, đây cổng Bắc. Bên trong hoàng thành này thì hiện nay là cánh đồng canh tác của nhân dân. Và mình muốn khai quật phát lộ toàn bộ thì mình phải có cái kinh phí để bù cho dân đã, để giao cho trung tâm quản lý cái diện tích này thì mình mới có tiến hành khai quật cũng như là trùng tu. Hiện tại thì ở bên trong hoàng thành này hiện vật còn duy nhất là đôi rồng đá, mời đoàn mình quan sát ở bên tay trái của em bên này. Dạ vâng, đôi rồng đá hiện vật duy nhất ở bên trong thành nội, dài 3,8 m, rất tiếc rằng đầu rồng đã không còn. Vâng. Có rất là nhiều những cái dị bản khác nhau. Vì sao dí dài, vì sao là đầu rồng không còn? Dị bản thứ nhất cho rằng ạ, hai con rồng này thì đầu ngoảnh về hướng làng Xuân Giai, tức là ở phía khu vực cổng Nam. Mà làng này trước kia thường xuyên là bị cháy ạ. Người dân cho rằng là rồng phun lửa nên đã chặt đầu rồng. Cũng có dị bản thứ hai cho rằng ạ, trong đầu rồng này chứa ngọc ngà châu báu. Lợi dụng một đêm là mưa to gió lớn, một nhóm người đã chặt đầu rồng. Tuy nhiên thì cái dị bản này thì không được chính xác lắm, bởi vì là đầu rồng thì bằng đá nguyên khối thì không thể chứa ngọc ngà châu báu trong đấy được. Và dị bản thứ ba cho rằng thì hai cái đôi rồng đá này thì là thể hiện sức mạnh và uy quyền của hoàng đế ạ. Và khi giặc Minh cố thủ ở bên trong hoàng thành đã chặt đầu rồng. Đây là ba cái dị bản. Hiện nay thì cũng chưa có một cái lý giải khoa học chính xác nhất và hiện cũng chưa tìm thấy đầu rồng. Vâng, đây là cái nền móng kiến trúc của thời nhà Hồ như thế này đấy ạ. Đây là điện Hoàng Nguyên. Vâng. Ở độ sâu là 0,6 đến 0,8 mét thôi. Các nhà khảo cổ học đã phát lộ được những cái nền móng kiến trúc của thời nhà Hồ như thế này. Gạch và ngói ạ. Chỗ đó là cung mở. Cung mở. Chỗ này là hậu cung hả? Vậy chứ cái đây có điện Hoàng Nguyên, tức là nơi vua thiết triều ạ. Vâng. Cái chu vi mà toàn cái hoàng thành này luôn là nó bao nhiêu? 77 hecta. Chu vi là gần 4 km². Vâng. 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 4 km². Vâng. Rồi cái viên đá nặng 2,6 tấn đó là 2,6 ở 26 tấn ạ. Nằm ở cổng thành phía Tây, lát nữa mình sẽ đi qua. Cái đó là đấy, người ta kéo về hay là tự nó ở đây nó có? Không, người ta phải vận chuyển từ cái nơi khai thác đá về về để xây đấy ạ. Vâng, đây. Đá là vật liệu chính để xây thành ạ. Vậy đá lấy từ đâu? Và cách di sản thành nhà Hồ này khoảng 2,5 km, tức là bên tay trái của em bên này, mời đoàn mình quan sát đi ạ. Là cái núi đá Anton đấy ạ. Là nơi nhà Hồ lấy đá xây thành. Đấy ạ. Tức là Hồ Quý Ly cũng lấy nguyên liệu sẵn có tại huyện Vĩnh Lộc thôi, rất là gần thôi. Cách thành nhà Hồ có 2,5 km. Bằng cách nào dẫn chuyển về đây? Dạ vâng. Và mặc dù hiện nay chưa có một căn cứ khoa học hay là thực nghiệm nào để khẳng định là nhà Hồ đã sử dụng con đường giao thông nào để vận chuyển đá, đường bộ, đường thủy hay là kết hợp cả hai ạ. Tuy nhiên thì căn cứ truyền thuyết như là cống đá, bi đá hay con lăn tạo đưa ra giả thuyết về cách vận chuyển đá như sau. Đá vận chuyển từ núi An Tôn xuống sông Mã, lưu ý phía tây thành nhà Hồ có sông Mã. Sau đó được tập hợp lại trên các bè ạ, chở xuôi xuống bến đá ở thôn Thọ Đồn, cách công trường đá cầu An Tôn khoảng 1,5 km.
và từ bến đá có một con đường cống đá hiện nay vẫn còn dấu tích ở cổng thành phía Tây, là con đường trước kia người xưa dùng vận chuyển đá xây thành. Và khi vận chuyển đá thì người xưa phải xếp trên mặt đường dày đặc các con lăn bằng gỗ đá cứng, và xen kẽ giữa các con lăn là các viên bi đá có đường kính hình tròn. Và để các viên bi đá không thể trượt khỏi con lăn hai bên thì người xưa đã phải bố trí lực lượng người thật là khỏe ạ, cùng các đoàn xeo đi hai bên để kịp thời trèo lại các phiến đá trượt đúng lòng đường. Phiến đá nhỏ dùng người vận chuyển, phiến đá to lại dùng trâu, voi, ngựa để kéo ạ. Và công cụ cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15 là thô sơ dùng bằng sức người là chính. Vì thế nên tương truyền rằng sau một ngày xây thành đắp lũy, nhặt được hàng thúng ngón chân, ngón tay của người lao động là thế ạ, rất gian khổ. Đây, ở phía trước đoàn mình này là cái cổng Bắc, cổng hậu của thành nhà Hồ ạ. Đến với cổng thành phía Bắc thì đoàn mình sẽ được chiêm ngưỡng cái bức tường thành có chiều cao lớn nhất so với các tường thành còn lại. Và gần với cổng thành phía Bắc thì cũng có cái hệ thống hào thành đây. Theo chuyện kể lại thì cái phần tường thành ở phía Bắc này là cái phần tường thành xây sau cùng. Vì thế chúng ta thấy rằng là cái phần tường thành này xếp thì không đẹp như các phần tường thành khác. Đúng không ạ? Vâng. Mạch đá này xếp không được xít sao như ở các tường thành ở phía Đông. Đây là một lúc một hàng này. Đất rơi xuống phủ. Ở cái khi mà đi cái dọc cái tường thành phía Bắc này thì mình có thể thấy rõ là cái núi An Tôn rất là gần luôn ạ. Vâng. Vâng. À, nên đặc biệt rằng các núi đá vôi ở Vĩnh Lộc đã có từng thớ từng lớp rồi ạ, rất là dễ dàng cho việc bóc tách đấy ạ. Đây, bức tường thành ở phía Bắc này khá là cao đúng không ạ? Vâng. Thành cao hào sâu là thế ạ. Từ tường thành phía Bắc này mình sẽ đi đến cổng thành phía Tây để chiêm ngưỡng những cái phiến đá có diện tích khối lượng lớn nhất. Dạ. Vâng. Đây là thành nhà Hồ là chỉ có xếp đá thôi đấy ạ, mà không cần đến chất kết dính. Chỉ đôi chỗ tường thành là người xưa dùng một ít mật mía, vỏ trấu, vỏ sò làm chất kết dính thôi ạ. Phần tường thành này thì hơi sụt lún nhỉ, hơi sụt lún so với phần ở gần với cổng Bắc. Cái chỗ đó sao mà bị hở ra, chỗ đó là người dân làm, người ta mở đường ta đi hay sao? Chiến tranh rồi. Vâng, cũng có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan như là chiến tranh rồi là thời tiết, tác động của con người nữa. Vâng. Hơn 600 năm rồi. Vâng. Có nhiều biến cố. Xin được giới thiệu sơ qua về nhân vật Hồ Quý Ly, người chủ công trình kỳ vĩ này ạ. Quý Ly thì sinh năm 1336, tự là Lý Nguyên, có tổ xa là Hồ Hưng Giật, vốn người tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đời Ngũ Quý thì Hồ Hưng Giật sang làm Thái Thú đất Diễn Châu, tức là vùng đất Nghệ An. Đến thứ 12 của ông là Hồ Liêm, lại rời đến Hương Đại Lại, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, làm con nuôi quan tiền úy là Lê Huấn. Sau đó ông đổi làm họ Lê, và Quý Ly là cháu bốn đời của Lê Liêm. Vì thế mà ông còn có tên khác là Lê Quý Ly. Thành nhà Hồ này được Lê Quý Ly lúc này là một vị quan đại thần trong vương triều Trần ạ, cho xây dựng năm 1397. Đến năm 1400 khi Quý Ly lập nên triều đại mới, nơi đây chính thức trở thành kinh đô nước Đại Ngu từ năm 1400 đến năm 1407, tức là tồn tại trong vòng là 7 năm. Và thành xây trong vòng rất là gấp rút kỳ vĩ, trong vòng có 3 tháng. Và đã có không ít học giả sau này là hoài nghi về những điều ghi chép trên. Một số học giả nghiên cứu cho rằng là trước khi xây thành này, Quý Ly phải có sự vận chuyển gia công đá trước, khi đó chỉ sẵn sàng lắp ghép trong vòng là 3 tháng ạ. Còn một số sử gia cho rằng là xây được tòa thành đá đổ sộ này phải có thời gian ít nhất là 3 năm, 6 năm hoặc có thể là lâu hơn nữa. Và cho đến nay thì việc tranh luận về thời gian xây dựng thành nhà Hồ sẽ còn kéo dài, và cũng chính điều này càng làm cho thành nhà Hồ càng trở nên huyền bí và hấp dẫn đấy ạ. Có thể nói là thành nhà Hồ đã khẳng định thiên tài sáng tạo con người Việt Nam ở cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15 ở chỗ. Trước đó thì người Việt Nam chỉ xây dựng các
các tòa thành bằng gạch hay bằng đất và chưa từng xây dựng tòa thành nào bằng đá. Nếu như thành Cổ Loa, Đông Anh Hà Nội thế kỷ 3 trước Công nguyên được xây dựng bằng đất, gạch, đá cuội, thành Hoa Lư Ninh Bình thế kỷ 10, Hoàng thành Thăng Long thế kỷ 11 đến thế kỷ 18 và Kinh thành Huế thế kỷ 19 được xây dựng bằng đất và gạch, thì với thành nhà Hồ như đoàn mình đang quan sát, vật liệu chính để xây dựng là những khối đá xanh khổng lồ được ghè đẽo vương vức đạt tới trình độ rất là cao. Và chính việc lựa chọn vật liệu độc đáo để xây thành này cũng là một trong những tiêu chí mà UNESCO đã công nhận thành nhà Hồ là di sản của thế giới. Theo số lượng thống kê thì có khoảng 25.000 mét khối đá sử dụng để xây hoàng thành đấy ạ. Và tổng diện tích bề mặt đá hiện còn là 10.111.000 mét vuông. Phía trước này là cổng Tây, một trong bốn cổng của thành nội. Nét đặc sắc là cổng Tây là nơi tập trung những phiến đá có diện tích khối lượng lớn nhất. Ở đây có một phiến đá khoảng 26 tấn. Vâng. Khủng nhất. Khá dài và dày. Vâng. Khủng nhất. Khá to đúng không ạ? Có một điều lý giải hết sức khoa học ạ. Là tại sao cổng thành phía Tây bên này là nơi tập trung những phiến đá có diện tích khối lượng lớn nhất? Bởi vì cổng thành phía Tây gần với công trường khai thác đá cổ núi An Tôn hơn, vì thế những phiến đá to được vận chuyển ở gần, còn những phiến đá nhỏ vận chuyển ra xa cho dễ dàng. To mà đừng gan. Khá to đúng không ạ? Có mài không ơi? Và cổng Tây thì nằm trên địa phận thôn Tây Giai, cũng là một trong những cái làng cổ gắn liền với sự ra đời và tồn tại của di sản thành nhà Hồ. Và gần với cổng thành phía Tây khoảng 200 mét thì có ngôi nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng, được tổ chức UNESCO thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương công nhận là một trong 6 ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất của Việt Nam. Nó là một trong những cái di tích phụ cận xung quanh thành nhà Hồ ạ. Đây, bức tường thành ở phía Tây bên đây. Có cái khu vực tường thành ở phía Nam thì nó sụt lún nhiều hơn. Ở cái cổng thành phía Tây thì có một cái con đường như em đã giới thiệu, con đường cống đá. Trước kia là ngày xưa là dùng cái con đường đấy để vận chuyển đá đấy. Đặc điểm nổi bật và khác biệt của thành nhà Hồ đó chính là bốn cổng thành và bốn bức tường thành đều được xây dựng bằng đá. Một trong những thành đá duy nhất không chỉ ở Việt Nam ạ, mà còn cả ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15 đấy ạ. Em xin phép được giới thiệu một cái công trình nữa. Nó nằm trong khu vực thuộc khu vực di sản thế giới thành nhà Hồ, đó là đàn tế Nam Giao ạ. Đàn tế Nam Giao thì được Hồ Hán Thương cho xây dựng vào tháng 8 năm 1402 trên núi Đốn Sơn, nhằm để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vương triều trường tồn và thịnh trị. Đàn tế Nam Giao thì có 4 cấp nền. Trong đó thì có một cái cấp nền ở thứ tư là có cái di tích Giếng Vua, là một trong những cái di tích tiêu biểu. Nước giếng này thì dùng cho việc tế giao và trai giới. Và đàn tế Nam Giao thành nhà Hồ thì nét đặc biệt rằng là vừa có những nét đặc điểm chung của đàn tế Nam Giao phương Đông, vừa có những nét riêng có của đàn tế Nam Giao Việt Nam, đã khẳng định tinh thần tự tôn dân tộc mạnh mẽ của vương triều Hồ cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Và trong lịch sử phong kiến Việt Nam thì có 4 nơi đã từng xây dựng đàn tế Nam Giao, đó là thành Thăng Long Hà Nội, thành Phú Xuân Huế, Đồ Bàn Bình Định và Tây Đô ở Thanh Hóa này. Trong đó thì đàn tế Nam Giao ở Tây Đô Thanh Hóa được đánh giá là một trong những đàn tế cổ có mặt bằng tương đối với là nguyên vẹn và niên đại là sớm nhất nước ta. Và sau khi tham quan khu vực cổng Nam thành nhà Hồ xong, nếu như đoàn mình có thời gian nữa thì mời đoàn mình chúng ta có thể di chuyển tới đàn tế Nam Giao để tham quan và thắp hương, một nơi cũng rất là linh thiêng, nơi tế trời của nhà Hồ. Kính thưa quý khách, là triều đại nhà Hồ tồn tại trong thời gian rất ngắn, có 7 năm thôi ạ, từ năm 1400 đến năm 1407 với hai đời vua là Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương. Tại Tây Đô thì vương triều Hồ để lại rất là nhiều dấu ấn tiêu biểu trên các sự kiện về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Ví dụ như là ông cho phát hành tiền giấy lần đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam, ban hành hạn nô, hạn điền. Về giáo dục thì ông tổ chức hai kỳ thi thái học sinh tương đương với thi đình, lấy đỗ 190 người, trong đó có Nguyễn Trãi, công thần nhà Lê, anh hùng giải phóng dân tộc,
danh nhân văn hóa của thế giới. Còn về quân sự, con trai cả của ông là Hồ Nguyên Chừng không chỉ là một vị tướng tài mà còn là một công chỉnh sư lỗi lạc, được các nhà nghiên cứu Việt Nam đánh giá là ông tổ nghề đúc súng thần công ở Việt Nam. Nhưng rất tiếc rằng là những cải cách của cha con ông lại thực hiện trong thời gian rất ngắn, thực hiện lại quá là dồn dập khi đó nhà Minh sang xâm lược. Năm 1407, cha con ông bị bắt ở Kỳ La, Hà Tĩnh, sau đó giải về Trung Quốc, mất bên đó hiện nay vẫn còn khu lăng mộ. Người đời sau này gọi Hồ Quý Ly là bậc anh hùng lỡ vận. Trong bài thơ Quá Hải, Nguyễn Trãi đã từng viết: "Họa phúc hữu môi phi nhất nhật, anh hùng di hận kỷ thiên niên." Tức là chuyện họa phúc có thể đến một ngày, người anh hùng ôm hận mãi ngàn năm, đó chính là cuộc đời, sự nghiệp Hoàng đế Hồ Quý Ly. Kính thưa quý khách, là vùng đất Vĩnh Lộc Thanh Hóa này không chỉ bị đến với di sản thế giới Thành Nhà Hồ ạ. Bên cạnh đó rất là nhiều những cái danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác, tiêu biểu như là động Tiên Sơn, động Hồ Công được liệt vào kỳ quan bậc nhất phương Nam, rồi là phủ Trịnh, nghè vẹt, chùa Giáng, chùa Du Anh. Vĩnh Lộc còn biết đến là vùng đất có rất là nhiều sản vật nổi tiếng, tiêu biểu như là chè lam, kẹo lạc, đặc trưng phố Giáng của Vĩnh An, bánh răng bừa, rượu Tây Đô, rượu Sông Báo, đặc biệt đặc sản trà rau má với thương hiệu rau má Tây Đô. Đã có những câu thơ ca ngợi rằng vĩ nhân đến các đời vua cũng từ rau má ốc vua nên người. Và sau khi tham quan di sản Thành Nhà Hồ xong, mời các chú các anh có thể ghé thăm một số nhà hàng ẩm thực tại Vĩnh Lộc đấy ạ, để thưởng thức những đặc sản này cũng như mua về làm quà cho người thân gia đình của mình. Như vậy là trong thời gian rất là ngắn thì em đã đồng hành với đoàn mình trong một tour tham quan di sản Thành Nhà Hồ. Cảm ơn đoàn mình đã chú ý lắng nghe. Và một lần nữa xin được kính chúc các chú, các anh sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng bình an. Xin cảm ơn chị. Dạ vâng. Xin cảm ơn chị hướng dẫn. Dạ vâng. Các cô chú anh chị thì cái này của anh. Kéo đá đó. Anh ơi, cái này của anh đây. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha các cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Rất là cảm ơn các chị hướng dẫn viên đã nhiệt tình giới thiệu về cái văn hóa và cái lịch sử của nước Việt Nam mình nha các cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.